Tử vi tuổi Ất Tỵ 1965, tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong những năm gần đây, khoa học ngày càng phát triển đã tác động một cách sâu sắc, toàn diện tới đời sống của con người. Việc khám phá, luận giải và đưa ra những phán đoán về các hiện tượng tự nhiên, xã hội, tư duy của con người luôn là những đề tài hấp dẫn nhất. Có thể thấy, việc khám phá, luận giải những tiềm ẩn của con người là một lĩnh vực luôn được mọi người quan tâm, tìm hiểu và xem trọng. Chính vì thế, tử vi phong thủy sẽ giúp cho các gia chủ có thể thay đổi vận mệnh, nắm bắt những cơ hội để thành công. Và tiếp trong phần luận giải tử vi từng con giáp và từng tuổi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem vận trình của những gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021 và chi tiết các hung nạp vận của mệnh chủ. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi và nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, Thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 4 âm lịch, thì chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 là người có đầu óc tư duy, luôn suy tính kỹ càng, cẩn mật. Một khi đã quyết định điều gì, họ sẽ không thay đổi, không dao động mà luôn kiên định tiến tới mục tiêu đã chọn. Họ luôn tỏ vẻ vô cảm, không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng kỳ thực nội tâm lại dậy sóng, có tính nghi ngờ rất lớn. Họ rất thông minh, tài trí, cũng có khiếu thẩm mỹ tốt, có thể trở thành thiên tài về nghệ thuật. Tử vi tháng 4 năm 2021 thấy rằng tuổi Ất Tỵ sẽ gặp phải nhiều xui xẻo ở mọi khía cạnh. Những sao xấu trong tháng sẽ gây ra tổn thất nhất định trong tài chính và sức khỏe của bản mệnh. Trong sự nghiệp, với những người tự làm chủ, bản mệnh sẽ chịu những áp lực rất lớn và có thể gặp phải cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. May mắn, quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho những người tuổi Ất Tỵ, giúp bản mệnh nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân. Song nếu suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì chưa chắc bản mệnh có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Ngoài ra trong tháng, dù bản mệnh có nhiều cố gắng, nỗ lực để đạt được mục tiêu mà mình đề ra, nhưng đường nhân duyên vẫn không hề được cải thiện. Các mối quan hệ xã giao bị thu hẹp cùng với khả năng ứng xử chưa được linh hoạt và khôn khéo nên dễ làm mất lòng đối phương. Chuyện đã khó, càng thêm khó. Sự tính toán, nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh. Tuổi Ất Tỵ nên chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ. Có vậy thì cuộc sống mới dễ thở, mới đón được thêm nhiều điều may mắn. Quý âm thủy gặp Tỵ âm hỏa nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, bản mệnh cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên, bản mệnh cũng cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng tự âm lịch, thì những gia chủ tuổi Ất Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành,
Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi Ất Tỵ trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Đối với tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, trong tháng này, sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết bản mệnh đã thảnh thơi hoặc làm ít dần và sắp nghỉ hưu. Nếu bản mệnh vẫn còn làm việc, hãy chắc chắn rằng mình đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này, bản mệnh nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Gia chủ tuổi Ất Tỵ đã bước sang tuổi 56, nên dành thời gian để nghỉ ngơi, dưỡng sức sau những ngày làm việc căng thẳng, tránh những sự cố về sức khỏe đến với bản thân. Ngoài ra, trong tháng này, tuổi Ất Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn và có quý nhân trợ giúp trên con đường sự nghiệp. Những người hoạt động kinh doanh sẽ có cơ hội hợp tác với nhiều đối tác tốt để mở rộng thị trường. Người làm công tác tại các cơ quan sẽ lập được nhiều thành tích, được thăng tiến và khen thưởng lớn trong thời điểm này. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không được may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Ất Tỵ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ hai, về mặt tài lộc. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với những người tuổi Ất Tỵ. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Ất Tỵ nếu không biết cân đong, đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng sẽ cháy túi. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền, hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ, thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà tuổi Ất Tỵ phải đối mặt. Cho nên bản mệnh cần phải biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, nhưng đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể biến cố gì sẽ đến với mình. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Ất Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Theo tử vi 2021 cho thấy, tháng 4 âm lịch này, chuyện tình cảm của những người tuổi Ất Tỵ khá ảm đạm. Bản mệnh không thường xuyên dành thời gian cho gia đình. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Ất Tỵ sẽ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Hơn nữa, gia đình bản mệnh vào tháng này cũng sẽ gặp một số chuyện không hay, có xảy ra xích mích nhẹ giữa con cái và cha mẹ. Với nam mệnh Ất Tỵ là vai trò người cha, là chủ gia đình, tiếng nói sẽ được sự tôn trọng nên đứng ra để giải quyết mâu thuẫn. Còn với Ất Tỵ nữ mệnh là người mẹ, người vợ trong gia đình, cần phải ôn hòa trong lời nói, cư xử, là tấm gương tốt để con cái noi theo. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý của các gia chủ Ất Tỵ nên mang bên mình vòng tam giác khai vận. Đây là vật phẩm được hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng 4 âm lịch cho rằng sức khỏe của những người tuổi Ất Tỵ không được tốt. Đành rằng ở tuổi này sức khỏe của bản mệnh đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do bản mệnh chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Cho nên bản mệnh cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi.
Quý gia chủ cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Đồng thời, để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Ất Tỵ cần mang bên mình vòng tam giác khai vận Tỵ, Sậu, Sửu. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát đều hầu hết thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 4 âm lịch để quý gia chủ có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày mùng 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ nạp âm trưởng lưu thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục. Xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Trong tháng bản mệnh cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 4, từ ngày 15 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, quý hợi. Thứ hai, ngày âm lịch 16 tháng 4, từ ngày 27 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, ất hợi. Thứ ba, ngày âm lịch 28 tháng 4, từ ngày mùng 8 tháng 6 dương lịch, nạp giáp, đinh hợi. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ Ất Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Đầu tiên, ngày âm lịch mùng 1 tháng 4, tức ngày 12 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, canh thân, nạp âm, thạch lựu mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 13 tháng 4, tức ngày 24 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, nhâm thân, nạp âm, kiếm phong kim. Thứ ba, ngày âm lịch 25 tháng 4, tức ngày mùng 5 tháng 6 dương lịch, nạp giáp, nhâm thân, có nạp âm, tuyển trung thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong tháng 4 năm 2021 âm lịch. Mọi phương diện đều khá tốt, nhưng những gia chủ tuổi Ất Tỵ cần chú ý, ở tuổi này, thứ quý gia chủ cần ưu tiên hàng đầu là sức khỏe, chứ không phải công việc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc những vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh phong thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.